em hỏi Hoàng Minh về cách xo dây ở trên cái miếng da mới của Hoàng Minh vừa mới cho ra mắt cái miếng da thương hiệu của mình. Thì mình đang cột một cái đơn hàng, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em luôn nhá. Cái miếng da thương hiệu của Hoàng Minh này anh em, đó, nó sẽ có chữ HM anh em nhá, là Hoàng Minh. Và mình có thiết kế là 4 cái điểm xo dây anh em nhé. Điểm thứ nhất này, điểm thứ nhất là cái vạch ngoài cùng là sợi thun là mình chừa ngắn nhất này. Sợi thứ hai là ở cái thành chữ M ngay sau cái vạch thứ nhất này. Đây là điểm xo dây thứ 3 này, là ở cái thành chữ M ở bên tay trái này. Và đây là điểm xo dây cuối cùng các bạn nhé. Đó, thì bây giờ anh em mình sẽ xo dây như sau nhé. Đấy, mình giới thiệu trước là như thế, có 4 điểm xo dây, 1, 2, 3, 4 này. Bên này cũng vậy này, 1, 2, 3 này và 4 này. Đó, đó, bây giờ mình sẽ xỏ dây vào nhé. Mình sẽ xỏ là từ cái đầu mà có chữ, có logo này. Mình sẽ xỏ cái luồn thun qua này. Đó, một bên này. Bên này cũng tương tự anh em nhé. Đó, bây giờ mình xo dây anh em nhé. Hoàng Minh như thường xo dây là mình sẽ xo ở hai cái điểm thứ hai anh em nhé. Bên này cũng vậy này. Đây các bạn nhé. Đó, là xo dây các bạn nhé. Mình có thể là muốn sợi thun nó ngắn hơn thì mình xo vào cái điểm cuối cùng này này. Đây, mình có thể xo vào điểm cuối cùng này, anh em. Đây, bên này cũng xong rồi này. Bên này nữa này. Có giới thiệu không có anh em nhiều, nhiều anh em lại chưa biết cách xo dây. Đây các bạn nhé. Đó, cứ đặt hai cái đầu thun và hai cái vạch mà mình đã thiết kế sẵn cho anh em rồi là cột thôi. Đây, cột thì anh em nên có điều kiện thì dùng cái tool anh em nhé. Mình cột đỡ đau tay. Nói chung là các bạn cũng cố gắng là cái bộ môn này chơi là tiết kiệm nhất rồi. Đam mê rất là tiết kiệm. Thì anh em là đầu tư một lần. Anh em mình đầu tư một lần và mình dùng mãi mãi các bạn. Đó, mình sẽ cột một bộ thôi cho anh em coi nhé. Hoàng Minh thì có một cái thói quen là mình sẽ kéo cái sợi cột này cho nó giãn ra anh em ạ. Để cái mỗi cột cho nó nhỏ nhất anh em nhé. Một vòng này, hai này, ba này, và mình sẽ cột vòng lại anh em nhé. Bốn này, năm này, sáu này. Đó, mình sẽ cột sáu lượt anh em nhé. Mình có thói quen là cột sáu lượt cho nó chắc chắn anh em ạ. Đó, một bên xong này, tiếp tục bên này anh em nhé. Cũng vậy thôi, đặt ở đây, kéo lên, sau đó dùng cái tool này kéo ra, lại kéo cái đầu này nó giãn giãn ra một xíu với nhau. Mình thì kéo hết cỡ luôn, cho nó giãn hết cỡ luôn. Chung là anh em cứ cột là nó sẽ quen hết, mà nên là các bạn mua, tự mua đồ về cột thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Ba rồi anh em nhé, bốn này, năm này, sáu. Quay cho các bạn, mình sẽ cột nó chậm hơn một xíu đấy. Còn có cái tool này cột nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đó, như vậy là được một sợi rồi các bạn nhé. Mình sẽ thừa dài mình cắt đi. Các bạn nên cắt ngắn đi nhé, không nên để dài. Đó, như này là vừa. Anh em thấy chưa? Cái xo dây nó rất là tiện, nó rất là chính xác luôn anh em nhé. Đó, một bộ tool rất là ok rồi. Đó, bạn nó sẽ rất là chính xác hơn các bạn nhé. Có rất nhiều anh em đang hỏi về cái cây rồng phượng. Thế nhưng mà đến hiện tại thì cây rồng phượng nó không còn nữa anh em nhé. Thế bây giờ đang có rất là nhiều mẫu, nhưng mà mình ưng cái mẫu này và mình sẽ đưa lên để anh em coi nhé. Tại vì nó cũng tương tự cái form của cái cây rồng phượng kia. Đây là cây A7 anh em nhé. Đó, cây này cũng chạc 7 anh em nhé. Cầm phải nói cũng rất là êm luôn. Đấy, combo gồm có hai cái ốc titan rồi và lục hoa thị này.
Cây này cũng rất là êm luôn nhá. Cây này cầm cũng rất là thích luôn này anh em. Cây này cây huyết kiếm anh em ạ. Thiết kế cũng rất là đẹp luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể qua hai cái mẫu này nhá. Rất là êm luôn. Thì ngoài ra là anh em có thể yêu cầu Hoàng Minh lên thêm những mẫu khác nhé. Rất là nhiều luôn này. Đấy, hai anh em mình đang lựa và bắt ốc vàng rất là nhiều. Độc lệ nha anh em. Độc lệ. Độc lệ. Cái gì cầm giống như là mắc cáo rồi nha anh em. Ok, nhiều lắm anh em nhé. Đó. Hoàng Minh Slick Shop xin chào tất cả anh em nhé. Và hôm nay đúng vào ngày giỗ tổ Hùng Vương thì Hoàng Minh lại có lịch với cả anh em săn bắt ô tô. Và sáng hôm nay thì Hoàng Minh dậy từ rất sớm anh em ạ. 4 giờ mình đã dậy và lên trên này, tới trên này là 5 giờ sáng. Thế nhưng mà do là anh em săn bắt ô tô đi săn đêm hôm qua nên là anh em dậy hơi muộn các bạn ạ. Thì bây giờ là hơn 6 giờ rồi, anh em mình sẽ lên thuyền để anh em mình sẽ đi săn một cái hành trình ở tại khu vực Long An các bạn nhé. Tiếp tục theo Hoàng Minh để chúng ta cùng trải nghiệm những pha bắn ở trên ghe các bạn nhé. Rồi let's go các bạn ơi. Rồi cùng anh em mình hành trình thôi các bạn ơi. Wow à. Hôm nay chắc là nước chắc chắn sẽ rất là cạn rồi. Rồi các bạn ơi, hôm nay thì lại tiếp tục sẽ là thái nhân ké các bạn nhé. Ok, anh em nha. Hôm nay vẫn đẹp trai như mọi khi nhỉ. Hôm nay không có Khánh Sky nha bạn. Anh tài xế. Đấy. Hai cái nhà. Và đây là Linh Ngáo anh em nhé. Chào anh em luôn nha. Đó, trời hôm nay nước nó cạn như vậy là anh nghĩ là ra nó hơi cực đúng không? Hơi cực đấy nhỉ. Rồi, các bạn ơi xuống thuyền với anh em mình các bạn nha. Hôm nay ông cậu sẽ thiết kế cho Hoàng Minh Slick Shop một cái chỗ ngồi chắc chắn là êm ái để đi hết cái hành trình ngày hôm nay. Đấy. Nhé. Hôm nay thì Hoàng Minh sẽ chơi cây CR7 không có logo các bạn nhé. Dây thì Hoàng Minh vẫn dùng là dây resize 0.7 màu trắng trong. Khổ là 12, 19, 130 chưa cột và vào thun các bạn nhé. Mình vừa hạ rồi anh em nhá. Rất tiếc là mình không quay được cho anh em coi pha này. Mình vừa bắn đúng vào cổ luôn. Ngay chẳng bà anh mình ơi. Khả năng vậy, cho nên nó gục luôn. Ôi giời, sáng ra là rất là êm rồi anh em nhá. Rồi pha bắn đầu tiên của Hoàng Minh và cũng lụm được con cọc cọc luôn này anh em ạ. Quá tuyệt vời anh em nhá. Làm gì nó làm gì vậy? Nó đây. Rồi các bạn ơi, tiếp tục các bạn nhé. Bắt đầu.
con này ngơ đấy nhỉ, thấy con này ngơ lắm. À, hay quá em ơi, con này đúng cổ luôn đấy. Đấy à, một pa hạ cò đến từ đấy anh kế anh em nhá. Quá hay, bên này đúng cổ rồi đấy. Xóa này là bọc ấy à? Con này thì mập lắm rồi. Con này thì quá mập rồi con. Thấy là mập rồi. Nó nặng lắm đúng không? Bốn lạng à? Ừ. Rú bỏ cái chân đỡ bẩn em. Đã nhỉ? Cái mùa nặng dã man. Trời ơi. Này cổ luôn hả ta? Này thì cổ đây mà. Gãy cổ. Chết ngay tại chỗ. Quá mập rồi. Sợ nhỉ? Béo múp luôn. Rồi tiếp tục các bạn nhé. Ui, bắn đi em. Ấy, lì đấy. Trời ơi. Được quá. Bay mớ lông. Em bắn đi. Ơi rồi con lệch. Chết. Chết cháy. Rồi luôn rồi. Mất rồi. Mất rồi. Nó chui ở đây là mất anh em nhá. Không lấy nổi luôn. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Vô. Ôi, con cỏ xanh bay ra. Đấy, con này dính mấy viên rồi. Nó hơi quất anh em ạ. Chèo cổ rồi. Ồ, mấy viên ở đây còn nhiều nè. Xịt nó ỉa quá trời luôn. Đúng rồi, leo luôn. Alo. Ok rồi. À em đến lấy hàng đúng không? Đúng rồi. Ok, em chờ anh xíu để anh nhờ người mở cửa nhá. Rồi, béo múp luôn anh em ạ. Các bạn ơi, hôm nay thì là dễ móm lắm các bạn. Mới được có 3 con mà hôm nay đi cò nó di cư hết rồi. Nó rất là thưa và thậm chí là không có hàng luôn. Nên là thôi, mấy anh em mình là ngồi nghỉ ngơi đây các bạn ạ. Anh em mình nghỉ ngơi ở đây một chút trưa thì anh em mình sẽ đi dài về. Gặp gì mình bắn đấy anh em nhé. Sẽ cố gắng bào đủ một cái video cho anh em coi. Thế bây giờ nghe chua lắm anh em ạ. Anh em mình ngồi nghỉ cũng làm được mớ treo chảo anh em ạ. Ôi, bật lông luôn này em. Về thôi các bạn ạ. Hôm nay thất bại rồi. Dọc đường có gì bắn đó anh em nhé. Yên tâm, có võ.
Chết. Hay quá anh tài xế ơi. Hay quá. Con này ngang người ấy. Tài xế lên lượng các bạn nhé. Mình kiếm được mình sẽ quay anh em coi nhé. Anh tài xế đã lượm được cò rồi các bạn nhé. Ngang hông. Ấy cẩn thận. Ấy cái. Đấy. Nhỏ nhưng mà nó mập nhá. Rớt. Rớt rồi. Ờ, rơi thẳng xuống ấy. Vô lỗ bên đây nè. Anh sợ gãy cánh sao đúng không em? Nhưng mà anh thấy là rớt xuống rồi đấy. Anh thấy rớt xuống rồi đấy. Còn mình với bán pha này rớt rồi các bạn ạ. Xuống không biết là. Đâu. Đây. Đây. Chạy xe lên đi, chạy xe lên. Đúng không? Nó kìa thôi. Kìa, nó lên cây rồi. Kìa, vẫn đứng ở trên cây kìa. Em lên đi, anh vẫn nhìn thấy đây này. Thôi, thôi thôi em ơi. Vẫn bay được, tài thật đấy. Tuyệt quá anh em ạ. Con này chắc vô mình, không xin nhê. Quá tuyệt vời các bạn nhé. Và bắn bay của Hoàng Minh. Dạ. Rồi cuối cùng cũng có siêu phẩm đúng cổ luôn em. Khá là nặng luôn. Wow. Quá tuyệt vời anh bên đây. Vừa nói là được ngủ xong một giấc bắn là nó cảm giác tốt hơn các bạn. Trong khi mình nghỉ bán đây. Anh em mình nghỉ bán chứ anh em mình khỏe là được biết anh em. May mắn quá nên mình đã đến. Sao có cho anh phủ tí nhá. Ok. Con này các bạn ạ. Đó. Này nhà mình bể rồi, bởi vì không có gì. Cỏ nó di cư hết rồi anh em. Rồi. Cái video của mình thì chắc là cũng hôm nay cũng khá là mệt nên là anh em mình không ẩm thực được các bạn ạ. Nên là mình sẽ kết thúc video ở đây các bạn nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.